tại gạch trong nhà tắm của người ta. Đây là sở thích đặc biệt của anh ấy sao? Không đâu, anh ấy đang dùng miếng gạch này để ám sát một người lính đặc chủng. Đây là sát thủ Azerby Sub tuyên bố rút lui khỏi nghề cả ngàn lần. Thì ra một năm trước, trong một lần hành động ám sát, Azerby Sub đã giết bố của một đứa trẻ trước mặt đứa trẻ đó. Ánh mắt vô tội của đứa bé đó đã cho Azerby Sub cảm thấy tội lỗi của mình rất to lớn. Thế là anh ấy lựa chọn rửa tay gác kiếm. Sau khi Azerby Sub rút lui, anh ấy đã sống một cuộc sống yên bình với bạn gái. Nhưng đạo diễn sẽ luôn phá vỡ khung cảnh yên bình này. Một năm sau, Azerby Sub nhận được một sấp tài liệu. Bên trong có những bức ảnh đã bị bắt của Steve. Steve chính là bạn thân từng đồng hành với Azerby Sub. Bạn thân gặp nạn, không thể ngồi yên mặc kệ được. Thế là Azerby Sub đi cứu Steve. Anh ấy dựa theo địa chỉ mà tìm ra người gửi sấp tài liệu kia. Vậy mà người gửi thư lại là một người Ả Rập. Người Ả Rập này có 4 người con trai. Trong cuộc chiến dầu mỏ, 3 người con trai của ông ấy đã bị lính đặc chủng Mỹ giết. Mấy người lính đặc chủng này đều là thành viên trước kia của SAS. Bây giờ ông ta bị mắc bệnh nan y. Trước khi chết, ông ấy muốn báo thù cho con của mình, nên đã đưa ra giá 6 triệu đô la để tìm sát thủ. Mà người sát thủ nhận vụ này chính là Steve, nhưng anh ta không thể hoàn thành. Bởi vì người Ả Rập yêu cầu Azerby Sub biến cuộc ám sát thành tai nạn bất ngờ, còn phải quay video những người họ nhận tội lại nữa. Độ khó của vụ này quá lớn. Thế là người Ả Rập tìm Azerby Sub, muốn anh ấy hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu nhiệm vụ thành công, ông ấy sẽ cho Azerby Sub 6 triệu đô la tiền thưởng. Còn không thì sẽ giết chết Azerby Sub. Nhưng Azerby Sub không đồng ý, mà anh ấy đi gặp Steve trước. Azerby Sub đến phòng tù Steve. Hai người họ không phải người tầm thường. Azerby Sub dùng ly nước trực tiếp làm người canh giữ ngất xỉu. Sau đó lấy đi súng của người canh giữ, rồi gõ cửa để người canh giữ bên ngoài mở cửa. Kế tiếp, cánh cửa vừa mở, người canh giữ phía sau đã bị Azerby Sub và Steve đánh ngất xỉu. Sau cùng mỗi người cướp lấy một cây súng. Diễn ra trận ẩu đả bằng súng kịch liệt với những người canh giữ ngoài hàng lang. Hơn nữa cánh cửa sắt này cũng không thể chịu đựng được sự tấn công mạnh mẽ của hai người này. Thấy hai người ngang nhiên mở cánh cửa ra, nào biết phía sau cánh cửa, người Ả Rập và đứa con trai út đang cầm súng đợi họ. Thì ra bọn họ đoán được Azerby Sub sẽ đến giải thoát cho Steve, nên cố ý thiết lập ra tình cảnh này để kiểm tra thực lực của Azerby Sub. Azerby Sub vì bỏ trốn thất bại, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Mà tên Ả Rập chỉ đưa ra một cái tên trong số kẻ thù đó mà thôi. Những người còn lại thì hai người Azerby Sub phải tự mình điều tra. Thế là Azerby Sub đi tìm đồng đội năm xưa để nhờ anh ta tìm giúp. Một người là Dean, người còn lại là Roger. Họ thành lập ra tiểu đội ám sát. Dean tiếp nhận việc điều tra thân phận của hai người lính đặc chủng còn lại. Azerby Sub và Roger thì lên kế hoạch ám sát. Sau đó họ đi đến căn biệt thự của mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu này là phi công. Azerby Sub trói hắn ta lên trên ghế, thế mà hắn ta vẫn cười tươi. Đối mặt với máy quay, thừa nhận tội lỗi của mình. Sau khi Azerby Sub có được video mà anh ấy cần, người phi công này mới nói người giết con trai của người Ả Rập không phải là hắn ta. Hung thủ thật sự là một nhà văn. Mà nhà văn này có viết một cuốn sách liên quan đến nhiệm vụ lần đó. Jock ở thấy gạch ở trong nhà vệ sinh. Sau đó anh ấy lấy cây búa đã được chuẩn bị theo ra. Trên cây búa đó có đính gạch gốm mà anh ấy đã cạy ra từ nhà vệ sinh, nhằm mục đích tạo ra cảnh tượng giả rằng người phi công bị ngã xuống sàn, đập đầu xuống gạch gốm dưới đất mà chết. Nhưng cho dù người phi công có giải thích thế nào, thì Jocker vẫn không chịu tin. Đợi khi Azerby Sub quay đầu lại, Jocker đã đập đầu của người phi công rồi. Đồng thời lúc này, Steve đi đến cục tình báo Mỹ để điều tra. Vì cách thức quá lộ liễu, nên anh ta đã thu hút sự chú ý của một tổ chức thần bí. Có thể dùng insulin khiến người khác khâm phục hay không? Trong thế giới điện ảnh thì có thể đấy. Lúc này Azerby Sub buộc phải đi đến doanh trại quân đội để ám sát một lính đặc chủng. Đây là mục tiêu thứ hai mà anh ấy phải giết. Anh ấy bỏ thuốc insulin vào trong cốc của người lính đặc chủng. Sau khi người lính đặc chủng uống insulin vào, đi ra ngoài tiến hành tập huấn. Dưới thời tiết rơi trận tuyết to, vì lượng đường trong người bị thiếu hụt nên sẽ dẫn đến việc hít thở khó khăn. Trước khi người lính đặc chủng chết, Azerby Sub quay lại một video, anh ta nhận tội. Người lính đặc chủng này là do Steve điều tra ra. Trong quá trình điều tra, Steve còn bị một người tên Harry theo dõi. Harry chính là thành viên trong tổ chức thần bí. Anh ta tra ra được tin hung thủ giết chết con trai của người Ả Rập là người phi công và người lính đặc chủng đã chết. Thế là anh ta phán đoán Azerby Sub và Steve đang thay người Ả Rập kia báo thù. Vì những thành viên trong tổ chức không chịu giúp đỡ, nên Harry chỉ có thể tự mình âm thầm bảo vệ những mục tiêu sắp sửa bị Azerby Sub ám sát. Sau khi Azerby Sub dùng insulin ám sát mục tiêu thứ hai, rất nhanh sau đó, hai người đồng đội của anh ấy cũng điều tra ra mục tiêu thứ ba. Người lính đặc chủng này đã về hưu. Vì tính cách nóng nảy nên không thể tìm được công việc. George cảm thấy Vi có thể làm giả. Trong lúc khẩn cấp nên nghĩ cách để giải quyết mục tiêu cho xong luôn thì hơn. Họ đi tìm một người tóc vàng, nhờ anh ta sửa đổi mạch điện cho một chiếc xe. Kế tiếp điện thoại cho mục tiêu thứ ba, giới thiệu công việc cho anh ta. Hơn nữa còn kêu anh ta đi phỏng vấn. Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, chỉ đợi anh ta mắc câu thôi. Thế là anh ta lái xe đi phỏng vấn. Azerby Sub phụ trách việc theo đuôi anh ta. Jocker thì phụ trách điều khiển chiếc xe đó. Steve đang quan sát ở phía xa. Sau đó thấy chiếc xe đã được sửa chữa, bỗng nhiên bị mất khống chế. Dù cho tài xế xe đã thắng xe lại,
nhưng chiếc xe vẫn bất ngờ dừng ở giữa đường, làm mục tiêu thứ ba tông vào chiếc xe đó. Vốn dĩ nhiệm vụ đã hoàn thành vô cùng đẹp đẽ, nhưng trợ thủ của Harry lại nhận ra Joker. Thế là anh ta lái xe đuổi theo Joker. Sau khi phát hiện có người đuổi theo, Joker và tên đầu vàng vội vã lái xe bỏ chạy. Cuối cùng hai người họ vẫn bị trợ thủ Harry bắt lại. Năng lực chiến đấu ở cự ly gần của người trợ lý cực kỳ mạnh. Joker thì lại là một nhân viên văn phòng. Rất nhanh sau đó, Joker bị người trợ lý kia chế ngự. Tên đầu vàng biết trong tình huống này buộc phải giết chết người trợ lý. Thế là nổ một phát súng vào đầu anh ta. Súng ngắn ổ xoay có lực uy hiếp rất to lớn. Viên đạn bắn xuyên qua người trợ lý cũng bắn trúng vào người Joker. Thế là Joker và người trợ lý cùng nhau hết vai, đi nhận cơm ăn. Azerbaijan biết tin Joker chết, vô cùng tức giận. Nhưng mọi chuyện đều là vì Steve. Sau cùng anh ấy tuyên bố nhiệm vụ đã hoàn thành. Cứ thế mà tiểu đội ám sát đã giải tán. Còn bên phía Harry bên này, vì không bắt được Joker, ngược lại trợ lý của mình cũng bị giết, nên tâm trạng anh ta vô cùng tồi tệ. Nhưng bỗng nhiên anh ta nhận được một cuộc điện thoại. Người của anh ta phát hiện Dean thuê một phòng khách sạn. Thế là Harry vội vã đuổi đến khách sạn bắt Dean. Nhưng Dean cũng xuất thân từ một lính đặc chủng. Rất nhanh sau đó anh ta đã thoát khỏi cấp dưới của Harry, vội vàng bỏ chạy. Khi anh ta cản xe trên đường, nhờ sự giúp đỡ, chợt bị một chiếc xe tông, biến anh ta trở thành một đống thịt thối nát. Còn bên phía bên này, Azerbaijan nhận được một cuộc điện thoại. Đối phương nói muốn Azerbaijan đi đến xem cô bạn gái đang chìm sâu trong giấc ngủ của mình. Azerbaijan nghe theo, đi đến bên giường. Sau đó anh ấy phát hiện một viên đạn trong tóc của cô bạn gái. Azerbaijan biết rằng Harry đã phái người bắt Dean. Nhưng khi đi cứu Dean, anh ấy phát hiện Dean đã chết rồi. Cuối cùng tiểu đội ám sát chỉ còn lại mỗi mình anh ấy. Nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành hết cả rồi, nên anh ấy đi tìm người Ả Rập, muốn ông ấy thả Steve ra. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, thế nên Azerbaijan quay trở về nhà của bạn gái, muốn tiếp tục sống một cuộc sống ẩn. Nhưng sự việc vẫn được chuyển biến. Hôm đó, Azerbaijan nhận được cuộc điện thoại của đứa con trai út của người Ả Rập. Anh ta nói với Azerbaijan, mục tiêu đầu tiên là người vô tội. Thì ra người phi công đó không có nói dối. Thế nên đứa con trai út của người Ả Rập xác định người giết anh trai của anh ta là một nhà văn. Anh ta uy hiếp Azerbaijan phải đi giết nhà văn đó. Nếu không bạn gái của Azerbaijan sẽ gặp nguy hiểm. Azerbaijan vì sự an toàn của bạn gái, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Anh ấy đưa bạn gái đến chỗ Steve, để nhờ Steve bảo vệ cô ấy. Còn bản thân anh ấy thì một mình đi ám sát nhà văn. Azerbaijan đội mũ bảo hiểm đi tìm một người da đen để tìm hiểu tình hình. Phía Harry lúc này cũng đang theo dõi Azerbaijan. Hôm đó, Azerbaijan đội mũ bảo hiểm đi tìm nhà văn. Không ngờ vừa mở cửa ra, anh ấy đã bị bom nổ làm bay đi. Không sai, đây chính là cái bẫy của Harry. Sau đó Harry vội vàng đi đến hiện trường. Nhưng phát hiện người đội mũ bảo hiểm lại không phải là Azerbaijan. Còn Azerbaijan thật đã tìm được nhà văn rồi. Hơn nữa còn đánh nhà văn ngất xỉu. Azerbaijan không muốn giết người, nên anh ấy chụp lại ảnh giả vờ đã giết chết nhà văn, rồi cầm máy ảnh bỏ chạy. Nhưng anh ấy vẫn bị Harry truy đuổi. Mặc dù thân thủ Azerbaijan mạnh mẽ, thế nhưng cuối cùng vẫn bị Harry bắt được. Khi đang ép hỏi Azerbaijan, đột nhiên bị một người làm nhân viên trong chính phủ chế ngự. Tôi phải giải thích cho mọi người một chút. Trong bộ phim này có vẻ rất phức tạp, nhưng lại rất đơn giản. Người Ả Rập là người nắm giữ quyền xuất khẩu dầu mỏ, nhưng lại không thể báo thù cho con trai, nên ông ấy từ chối xuất khẩu dầu mỏ cho nước Anh. Chính phủ nước Anh cũng ủng hộ hành động ám sát của Azerbaijan, nhưng không ngờ rằng Harry lại xuất hiện làm loạn, nên nhân viên chính phủ đến để muốn giết chết Harry, thuận tiện giết Azerbaijan để giết người diệt khẩu luôn. Không ngờ rằng Azerbaijan lại tấn công lén người nhân viên chính phủ. Trong lúc ba người hỗn chiến, nhân viên chính phủ bị Harry giết chết, Azerbaijan cũng thoát ra ngoài. Lúc này, bạn gái của Azerbaijan cũng bị người chính phủ cử đến theo dõi. May mắn cô ấy được Steve bảo vệ. Anh ta đánh ngất tên nhân viên chính phủ, còn đánh người da đen làm trung gian bị thương. Thế nên tạm thời bạn gái Azerbaijan đã được an toàn. Azerbaijan và Steve muốn giao những bức ảnh cho người Ả Rập, nhưng không ngờ rằng Harry lại đi đến đó trước. Harry cũng cầm những bức ảnh giả đến tìm người Ả Rập, nhưng mục tiêu của anh ta là vì để ám sát người Ả Rập. Sau đó Harry dùng một dao giết chết ông ấy. Như vậy xem ra vấn đề của chính phủ nước Anh đã được giải quyết rồi. Nào ngờ rằng con trai của người Ả Rập lại bình thản vô cùng. Anh ta không chỉ không trách tội Harry, mà còn cho Harry 6 triệu đô la. Vốn dĩ 6 triệu đô la này là để cho Azerbaijan. Sau đó Azerbaijan thấy Harry ra khỏi nhà từ người Ả Rập, thế là anh ấy và Steve lái xe đuổi theo Harry. Hai chiếc xe điên cuồng đuổi bắt trong sa mạc hoang vắng. Cuối cùng bánh xe của Harry bị Steve bắn trúng. Sau cùng Azerbaijan và Steve bắt Harry lại. Harry nói chuyện mình đã giết người Ả Rập cho hai người họ biết. Sau khi Steve, Azerbaijan hiểu được tình huống, quyết định thả Harry. Bởi vì Harry giết người Ả Rập, chắc chắn anh ta sẽ bị truy giết thôi. Steve rút lại một chút đỉnh tiền trong số 6 triệu đô la, rồi tặng tất cả số tiền còn lại cho Harry. Bọn họ để cho Harry rời khỏi nơi này, thay đổi một thân phận mới. Nói xong, hai người lái xe rời khỏi sa mạc hoang vắng. Azerbaijan cũng đi tìm bạn gái của anh ấy. Anh ấy muốn tiếp tục sống một cuộc sống ẩn. Câu chuyện đến đây đã kết thúc rồi. Bộ phim này được cải biên từ câu chuyện có thật. Mục đích chính là thể hiện ra cuộc chiến tranh dầu mỏ đen tối. Vì bộ phim này rất dài,
nên có rất nhiều tình tiết không thể nào giới thiệu hết được. Bạn nào mà thấy hứng thú với bộ phim này, có thể đi xem full luôn đi nhé. Nếu như bạn cũng thích tôi review phim, vậy nhớ ấn vào nút theo dõi tôi nhé. Những bộ